Em nghe nói á, ở ngoài rạp chiếu phim đang chiếu một bộ phim rất là hay. Hay là hai tụi mình đi xem chung đi. Sao? Hôm nay tới tiệm ba vậy gì không? Con mới từ nhà kẻ thù về. Kẻ thù gì? Là người đã giết hại mẹ con. Thiên Minh đã đến gặp tôi rồi. Hả? Đừng để cho Phi Yến biết. Nó mà biết được á, nhiều phiền phức lắm đó. Thì ra là ông à. Ông cần gì? Ông đang giữ một thứ mà tôi rất đang cần. Ông đừng có nằm mơ. Cho dù có chết, tôi cũng không đưa ông đâu. Tôi cho ông tội nguyện. Bắt con nhỏ cho tao. Nó làm gì vậy? Nó lại. Nó lại.